kịp thời cứu 4 cháu bé người Lào ăn phải nấm độc. Ngày 18 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, trạm xá quân dân y hữu nghị Việt Nam-Lào tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa kịp thời hỗ trợ sơ cứu ban đầu, cứu sống thành công 4 cháu bé người Lào bị ngộ độc nấm rừng. Trước đó, vào hồi 15 giờ ngày 17 tháng 9, trạm xá quân dân y hữu nghị Việt Lào có tiếp nhận ca cấp cứu gồm 4 cháu bé do ông Sòng A Chư, là ông ngoại của các cháu, trú tại bản Phiên Cài, xã Lóng Sập, Mộc Châu, tỉnh Sơn La đưa đến. 4 cháu bé từ 2 tuổi đến 10 tuổi cùng trú tại bản Muống, huyện Sóc Bao, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo lời ông Sòng A Chư kể, do bố mẹ đi làm không ở nhà, nên các cháu đã lấy nấm trên nương về nướng ăn. Sau đó các cháu xuất hiện các triệu chứng nôn, tiêu chảy cấp, nên gia đình đã đưa các cháu xuống trạm xá dân y để cấp cứu. Khi đến trạm xá quân dân y hữu nghị, các cháu có biểu hiện da tái nhợt, mắt lờ đờ, môi khô, thở gấp, nôn nhiều. Các bác sĩ trạm xá quân y và tổ quân y cơ động phục vụ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ hai đã chẩn đoán ban đầu các bé bị ngộ độc nấm rừng. Các bác sĩ đã làm các bước sơ cứu ban đầu đối với các cháu bé, báo cáo ban chỉ huy đồn và đưa các cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cấp cứu kịp thời. Tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, các cháu đã được cấp cứu thông rửa dạ dày và truyền dịch bù nước điện giải. Hiện tại các cháu đã qua cơn nguy kịch. Việc làm trên của đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập càng thêm khẳng định tình quân dân nơi biên giới và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào.